Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ chia sẻ kỹ hơn tới các bạn về cách dùng cũng như là những lưu ý trong quá trình sử dụng đông trùng hạ thảo nguyên con hộp gỗ ở như bên cạnh Kiều Oanh đây thưa các bạn trong các video trước thì kiều anh đã có chia sẻ về công dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ nguyên con cũng như là xuất xứ và nói qua về cách sử dụng dòng sản phẩm này đúng không ạ tuy nhiên thì vẫn còn khá nhiều khách hàng thắc mắc thắc mắc rằng với một sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ nguyên con tốt như thế này thì nên dùng như thế nào cũng như là lưu ý trong quá trình sử dụng như thế nào thì kiều anh sẽ chia sẻ kỹ hơn trong video này về sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con như các bạn có thể thấy ở bên cạnh Kiều Anh, ở được đóng ở trong một chiếc hộp gỗ vô cùng sang trọng cũng như là ở được bảo quản vô cùng kỹ lưỡng. Đặc biệt dòng sản phẩm này thì còn có tem chống hàng giả cũng như là mã vạch để chúng ta kiểm tra thông tin cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Về với sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con này thì Kiều Anh đã có chia sẻ về cách sử dụng sẽ đa dạng hơn những dạng như là dạng cao hay là dạng nước. Cách thứ nhất, để sử dụng dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con, chúng ta có thể sử dụng ngâm rượu hoặc ngâm mật ong. Với cách ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong này thì sẽ để đảm bảo rằng là các dưỡng chất ở trong đông trùng hạ thảo nguyên con được tiết ra từ từ. Đồng thời là ngâm trong một thời gian dài thì mang lại những lợi ích cũng như là để cho chúng ta được sử dụng lâu dài hơn, đồng thời là có thể bảo quản được đông trùng hạ thảo nguyên con cách thứ hai đó chính là đối với sản phẩm đông trùng hạ thảo hộp gỗ này thì chúng ta có thể là sử dụng nấu ăn bằng cách là hầm gà hay là nấu cháo với cách sử dụng như thế này thì chúng ta có thể là dùng trực tiếp luôn đông trùng hạ thảo mà không cần phải đợi trong thời gian dài đồng thời thì các bạn hãy nhớ cho kiểu oanh với việc là chúng ta nấu cháo hoặc là nấu với gà thì không nên bỏ đi con đông trùng hạ thảo mà thay vào đó thì chúng ta có thể là nhai và nuốt trực tiếp ở đông trùng hạ thảo Cách thứ ba đó chính là chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo để hãm trà. Với cách này thì chúng ta có thể là uống được nước của đông trùng hạ thảo, đồng thời là để cho các dưỡng chất trong đông trùng hạ thảo tiết ra nhanh hơn, đồng thời là thưởng thức được mùi vị thơm ngon của chúng. Và Kiều Anh xin chia sẻ thêm một chút, đó chính là các bạn cũng có thể là kết hợp với mật ong để chén trà đông trùng hạ thảo được thơm ngon hơn và các bạn cũng hãy nhớ nhé là chúng ta đừng nên vứt con đông trùng hạ thảo mà thay vào đó sau khi đã hãm trà xong rồi chúng ta có thể là trực tiếp nhai và nuốt con đông trùng hạ thảo này cách thứ tư sử dụng đông trùng hạ thảo đó chính là chúng ta sẽ nhai trực tiếp ở nhai từ từ sau đó nuốt với nước ấm và với những cách sử dụng trên thì đều đảm bảo rằng là chúng ta hấp thu được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại tuy nhiên nếu như bạn muốn để sử dụng lâu dài bảo quản lâu dài thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là ngâm rượu hoặc mật ong Vâng, dù là cách nào thì các bạn cũng hãy hoàn toàn yên tâm nhé, bởi vì chúng ta sẽ tận dụng được hết và hấp thu được hết những công dụng mà sản phẩm này mang lại thôi ạ. Một vài điểm lưu ý trong quá trình sử dụng đông trùng hạ thảo như sau. Đầu tiên, đó chính là đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì tuyệt đối không được sử dụng dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo. Bởi với trẻ em dưới 5 tuổi thì cơ thể của trẻ em thuần dương, nghĩa là nóng, thế nên chúng ta không nên sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo, bởi đông trùng hạ thảo thì có tính nóng và đặc biệt đối với những người đang sốt cao thì cũng không nên sử dụng dòng sản phẩm này. Lưu ý thứ hai trong quá trình sử dụng dòng sản phẩm tâm trùng hạ thảo nguyên con đó chính là đối với phụ nữ có thai và đang trong đang cho con bú thì nên hạn chế sử dụng dòng sản phẩm này cũng như là chúng ta nên hỏi kỹ ý kiến của người tư vấn trước khi sử dụng sản phẩm. Cả lưu ý thứ ba khi sử dụng dòng sản phẩm này đó chính là đối với những người mắc bệnh tự miễn dịch thì trước khi chúng ta sử dụng cũng nên hỏi kỹ ý kiến của nhân viên tư vấn bán hàng. Những người mắc các bệnh tự miễn dịch như lupus ban đỏ, viêm khớp dạng thấp, đa sơ cứng nên hạn chế sử dụng đông trùng hạ thảo. Đồng thời, trong quá trình sử dụng thì nên hỏi kỹ ý kiến của nhân viên tư vấn bán hàng để có thể là hỗ trợ điều trị những căn bệnh này hiệu quả, vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe. Vâng, vừa rồi là những lưu ý trong quá trình sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ cũng như là cách chế biến và sử dụng sản phẩm này sao cho hiệu quả. Và các bạn hãy lưu ý cũng như là nhớ kỹ những thông tin Kiều Anh vừa chia sẻ để chúng ta có thể tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại nhé. Và tất nhiên rồi, nếu như các bạn đang muốn sử dụng sản phẩm này thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo nguyên con hộp gỗ 45g. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.